Hello, chào tất cả anh em nhá. Chào mừng anh em đến với video của mình. Thì mình sẽ thông báo cho các bạn và anh em một điều ấy. Mình sẽ chính thức vào kênh YouTube từ vào ngày 10 tháng 7 năm 2021, mình sẽ làm chủ đề các như là tròn thử thách, hài hước, funny video, giải trí, thử lòng. Đấy, thì mình cũng muốn là cho các bạn và anh em xem thôi. Thì mình cũng có được có độc lập nhiều. Thì bây giờ ấy là mình sẽ nói cho các anh em điều ấy là mình để ở dưới phần link mô tả ấy là TikTok, Facebook và YouTube. Bây giờ là video này mình cũng nhắc anh em mà mình cũng bán acc độc kinh uy tín rất là an toàn cho anh em. Mình sẽ bán acc rẻ từ 20.000 đến 50.000. Loại không có VIP là bán cho từ học sinh lớp 6 và đến học sinh lớp 12, là để mình sẽ cho các bạn để ủng hộ của mình. Thì của mình để ở trong Google là shop gì nhỉ, thì cũng nói là shop Việt Anh 193.com, là mình đã tạo được một cái ạc đấy rất là tốt. Thì mình nói chung là để cố gắng độc lập. Thì mình cũng quay YouTube mình cũng hơi xấu hổ, thì mình cũng nhìn đúng kiểu quả tóc như đứa dân tộc Hmông. Rất là nhiều thì quay ấy làm chủ động để cho anh em mình để biết đấy. Thì mình cũng có một người bạn quen mình ở một cái kênh YouTube của mình. Kênh YouTube của mình là Việt Đức Vlog. Thì kênh YouTube của bạn mình là thành viên là tên là Đức Vlog, là kênh YouTube đã giới thiệu vào kênh ngày 10 tháng 7, Đấy, bật bật ra kênh luôn. ngày 10 tháng 7 năm 2021 đấy. Việt Anh, À, bật kênh luôn. mình sẽ cho các bạn xem kênh YouTube là của bạn mình. Đây, mình sẽ cho các bạn xem nhé. Thì mình cũng có hay tôi có chủ đề làm cho các bạn giải trí đó. Thì mình cũng nói chung thôi. Bây giờ là mình sẽ đây đấy à Việt Đức Vlog, thì nhưng mà chữ hơi ngược tí, là các bạn hơi 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 xấu xấu trai thì kênh YouTube của mình các bạn ủng hộ cho mình được nhiều like, share, dưới phần bình luận nhấn chuông cho mình để ủng hộ nhiều. Đấy. Thì mình cũng có là được có trong những các video về làm cho ảnh hưởng ấy. Mình không muốn làm những các hành động cho ảnh hưởng mạng xã hội Việt Nam ấy, là mình không muốn làm kiểu bị như là đưa lên tòa án, đưa lên mạng xã hội Việt Nam ấy, là sẽ bị phạt sẽ lên tới khoảng tầm 20 triệu cho bộ cán bộ công an đấy. Là mình không muốn để làm những hành động lạ đấy. Thì mình cũng để nói lời anh em như là, thì anh em nào thì đúng vào mình sẽ hẹn các bạn, mình sẽ hẹn vào tầm gì nhỉ, tầm vào khoảng 12 giờ trưa là mình sẽ đăng lên YouTube. Thì mình cũng hẹn gặp lại chào các bạn vì để với video của mình nhé. Don't know what they said about. Don't know what they said about.